ghe này nữa, cũng hai cái bờ này có con bờ một à, thì nếu nữa thì nó cũng bển đó nó cũng có chạy xuống, mà trên bên đây cũng chạy vô chết hết trơn rồi, nằm bao tôi thấy là chết hết trơn luôn. Vậy đó hả? Ở ngoài hầm này đóng đóng nè, hầm hầm cá dồ đó, để đóng đóng hầm nào cũng muốn đầy hầm luôn á, xác người ta chạy xuống nó rồi bị nó chặt chết, nó bơi bắn chết không. Ừ, vậy là chú mày là chắc cái sông này nhỏ máu luôn rồi. Ừ thì sau này người ta chết cái đóng đóng luôn mà. Miên gượt xuống không ai? Ừ, cái hầm của Út Nức này là một hầm gần đây luôn á. Ờ. Nằm bao thấy rõ ràng luôn mà tao đứng kế bên nó không thấy tao. Dạ. Cho nên là thầy có nói cho mình biết trước luôn, nói rõ luôn, thầy nó mai sau nhiều cuộc đất cài đua nhau mà chạy lậu đài cũng xa lập cho rồi, cái hội long qua đặng coi hiền đức được là bao nhiêu, gian tà hồn sát cũng tiêu, thảm tương bá tánh chín chiều ruột đau, là chạy bỏ nhà bỏ cửa, vợ xa chồng, chồng xa vợ đó, rồi con bỏ chạy ra thất lạc ra đó. Cho nên là trong giảng thầy có nói là nó khổ tới mức độ đó đó. Mà năm nay thì nó chưa tới quan năm mà bắt đầu nó dậm dậm rồi đó. Quan năm là bắt đầu năm mèo đó. Năm nay là dần mới tới mèo nè. Mà thầy nói là mèo này là dưới tỷ tới là sấm nổ đó, núi nổ đó. Đinh tỵ cái bị sức quay, rắn núp dưới hang, coi ngựa chạy, khỉ ngồi trên ngựa, ngó gà bay, đông tây trộn rộn, trời che sát, nam bắc ê hề đất trở thay. Nhân vật mười phần hao bảy tám, thần tiên thấy gì cũng châu mài, dân mà chết quá chết rồi, thần tiên thấy gì cũng châu mài, đau lòng đó. Cũng như thầy cũng đau lòng đó. Đức thầy á, thấy dân mình chết quá mà ông dạy mà chết mà không có sống được nhiều vậy đó, thành ra Phật mà còn đau lòng đó. Bị pháp nó đô hộ mình sau này 18 nước rồi vô đây quy y với đức Phật thầy hết, mà tu 18 nước là tu theo đạo Phật giáo hòa hảo luôn đó. Không có nước nào mà không tu hết trơn, bị gì lúc hả rồi lúc mà khi mà núi nổ này kia đó, là nói cái vụ đó mà người ta không có tin, người ta nói là không có, ai cũng nói vậy trơn á, tao mới nói mà chừng nào nữa, còn dần mẹo nào nữa, là hồi cái năm mẹo mà thầy ổng ra đời đó, là để dạy đồng đạo đó, là Phật giáo, cái đạo Phật giáo hòa hảo, là cái năm đó là thầy ra đời, mà tới bây giờ là năm đó tới năm nay là mấy chục năm rồi, 70-80 năm rồi, bây giờ là tới con mẹo này, là con giáp này nè. Bởi thầy ông nói mèo kêu bá tánh lao sao đó, là đến chừng đồng rắn máu đào chỉnh ghê, con ngựa lợi đá con dê khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao, khỉ kia cũng bị sáo xào cánh phía gà gáy máu đào mới ngưng, là tới cái năm gà đó là mới ngưng lại, là lập hội hôm qua lập cái thượng môn thượng môn thánh đức á, bác Hồ là vua Minh Vương đó, mà nhiều người cãi với tao lắm rồi mà tao không có cãi lại, nói là tao nói không phải này kia, tao bỏ như ông hai gì bên này nè, ông nói vậy rồi tới giờ tao không qua nhà ông luôn á, vợ thì chè môi cho nó, ừ chè bữa nữa rồi chu mỏ mà khóc, tao nói mà không tin, đã cái đó lời đó là lời của Phật tổ dạy tao mà, khi mà tao quên cái khúc đó đi, Đức Phật tổ ông mới dạy, ông nói con đã đắc pháp rồi mà sao lạ vậy, rồi tôi nói sao không biết lạ gì thầy, cái ông Cát Nghĩa ông nói con nín để cho thầy giải nghĩa cho con nghe, là bài thơ của Đức Lão Tử cho tao đó, mà tao chưa biết nghĩa, bị quên đó. Yeah. Đức Phật Tổ Thích Ca ông nói con nín nghe thầy nói nha, ông nói lâm sơn bủ tạ đài sơn cảnh, lâm là rừng, sơn là núi, bủ là vua đó con, thiên tài biển rộng khắp non xanh, cái ông nói con là bậc thiên tài đó, mấy ai đắc pháp gì nhân lại cho tôi đau khổ bởi hồng thanh, là ông Cát Nghĩa tao nghe ông nói lâm là rừng, sơn là núi, bủ là vua, tạ là ngữ, Bác Hồ còn ngự tại lầu đài núi cấm này nè, chứ Bác Hồ đâu có chết, Bác Hồ là thánh dương mà vua mà thánh mà thiên tài biển động khắp non xanh, nó nói con là bậc thiên tài đó mà sao bây giờ lạ vậy,
mấy ai đắc pháp gì nhân lại cho tôi đau khổ bởi hồng thanh. Ông nói sau này con mắc vợ con nó quánh bài quánh bạc, nó khảo tiền khảo bạc của con chịu không nổi luôn, cả một trăm mấy chục triệu đó, mà giờ tao nói tao không dám nói vụ đó nhiều đó, mà bây giờ mà thứ hai nữa nó không có tin, nó thành ra tao không có chịu nói chuyện với nó. Qua đây mình nói luôn phát đi. Thì con nghe nói ông có biết những giấc được những giấc mơ rất là lạ kỳ, cũng như là nói là những giấc mơ mà thấy người ta chạy đông xuống cái cầu này. Thì cái đó là cái giấc mơ đó, là tao cấp mà đi lên núi Cấm đó, lên tới điện Bùa Hông, điện Ngọc Hoàng đó, tao mới lại cha Ngọc Hoàng hết 36 lại, bị bà chúa bà nói ông thiếu một lại tôi cũng không chứng trong nữa. Thì tao nghe cái lời bả gì tao lên dẫn tao có giấy cha rồi tao lại 36 lại. Mà dân ở đó đứng dòm tao không à, đạo Phật giáo Hòa Hảo đứng lên hết trơn mà không biết cách giái. Tao mới giái, tao nói nếu cô bác nào muốn cần lại cha Ngọc Hoàng, Ngọc Đế thì không biết thì để tôi giái cho, rồi lại. Rồi tao giái rồi tao lại 36 lại, tao nói còn cô bác nào không biết thì lại đây nghe tôi chỉ cho, tôi dạy cho rồi cứ việc lại đi. Cũng như tôi nguyện, tôi xin cầu với bà trên đó, cha Ngọc Đế đó, là cho cô bác, anh chị em đồng đạo lại. Đó thì bắt đầu tao mới giái cho lại rồi xong hết trơn. Rồi mấy bà xuống, mấy bà dòm tao, mấy bác lại lắc đầu hết trơn à. Mấy bà nói vậy này dạ, sao mà nói chuyện nghe hay quá hay, hồi nào giờ không có gặp. Tao nói dạ đâu phải muốn gặp mà dễ đâu, lâu lâu mới hên lắm có cái duyên mới gặp với nhau. Nó rồi lên đó thì về mới nằm trên bao ngủ đêm đầu, mình đi về mệt rồi phải không, đâu phải mà cái chuyện đó mình mơ ước cái gì đâu, phải mơ tiền mơ bạc gì sao mơ. Cái này về đêm đầu nằm ngủ mà nó mệt muốn chết, mà vừa nằm xuống rồi ngủ thấy hồi đó giờ tao đâu có qua cồn này, cả mấy chục năm nay tao đâu có qua cồn làm gì, mà đứng không nằm bao thấy đi qua cồn bánh đi xuống mà người ta chạy ào ào chạy lên cái bằng đen đường hết trơn. Người ta nói cái gì mà cô bác chạy dữ, mấy cô bác, cái ông già ông nói vậy nè, ông nói tôi nói cho chú nghe, dân ở đây nó không có tin tôi nói là trái đất này rung rinh nhất mấy bữa dài rồi, tôi biểu dân ở đây coi không mấy thì chạy tản cư đi để em thôi chụp tồn, cái nó không tin tôi, nó nói họ làm gì có chuyện đó. Rồi qua bữa sau sụp cồn, bây giờ sụp chết cái chơi hai cái cồn này, cái cồn ở dưới ngang với Hòa Hảo này dài xuống tới dưới dòng cống luôn là sụp hai cái cồn luôn, chết không còn người nữa, ông nói chết cái chân rồi. Rồi cái qua bờ đêm sau tôi mới thấy sao mà kỳ đang quá, mình đâu có mộng cái chuyện đó mà sao thấy vậy đó. Rồi cái tôi đêm sau tôi ngủ coi chủng chặn dạng, tôi cúng lại rồi tôi vô ngủ nữa, mới vừa nằm ngủ cái dòm thấy ở Châu Đốc có chạy xe xuống rồi bằng nhóc hết trơn, mà xe chạy xuống không có chiếc gì lên nữa. Tôi nói ủa sao bữa nay cái vụ gì mà xe chạy xuống không mà chạy mà không có đường chạy, cái cầu vậy mà kẹt xe, cái cầu này lớn biết bao lớn đó, sao kẹt xe kỳ. Mới chạy ra hỏi thăm nó cái vụ gì mà xe bữa nay chạy xuống dữ, rồi cô bác ông già đó, cũng ông già đó nó ông đứng ông nói vậy nè, ông nói dân ở đây không có tin tôi, nói miên nó sắp quánh Việt Nam mà không tin, bây giờ nó quánh nó trời Châu Đốc chết muốn hết rồi, chết nhóc chảnh rồi dân á, còn cái số còn chạy xuống đây được là cái là ta ngồi có đang ngồi trên xe mới chạy kịp. Là nói như vậy đó, tôi nói trời ơi vậy rồi làm sao, vậy là chết hết trơn rồi, vậy là mình ở đây bắt đầu cũng chạy luôn rồi, chứ ở đây cũng chết ha. Thì bởi vì tôi nói tại cái số mình sao giái cho chúng số rằng mà đi về bảy thưa các nhà ở dưới á, bị hồi đấy tôi có giái đó, thầy ông có già dặn tôi, ông nói sao hợp mặt bảy thưa ký sự đất láng lên người xưa cố giữ bủ xuân kỳ, bốn chữ gắn ghi là đức cố là Phật già lam á, cho nên đức thầy ông nói ẩn danh ta giúp già lam, đằng này già lam là đức cố đó. Mà có, đâu có ai biết cái vụ đó đâu. Hỡi người trí theo thầy học đạo cũng lường, thường làm con thảo cháu lành nhiễm đời, hơn nữa thủ sanh nay cần thất tỉnh để hành pháp tu, sớm chiều ráng công phu hai buổi của hai công cứu thế giúp đời, thì con hưởng được lọc trời cơm no áo ấm đất trời cho ta, công nông hương khỉ hãng hòa thì con sẽ được về nhà bồng lai. Thì hai mông đi ở trên núi trận đó là đi cúng ở trên điểm Bùa Hông, là tôi đi tới trển tôi cúng rồi là về thấy hai điểm chim bao trong hai đêm luôn, thấy đêm đầu thấy sập cồn, qua đêm sau là thấy miên quánh xuống ở Châu Đốc đó, là cái đó là mình không có dám mơ ước đâu, đâu có phải tưởng có cái chuyện đó đâu, mà mình về ngủ hai giấc chim bao là thấy vậy đó, cái chuyện mình không muốn gặp mà lại nó có. Thì cái thời này nó đã tới rồi, còn gì nữa, năm nay là năm dần rồi, mà thầy không có nói năm dần nhiều chỗ, bây giờ bước qua năm mẹo như tơ rối cuồng đó, tơ là có chuyện đó,
rồi mới gọi là mèo kêu bá tánh lao sao đó, đến chừng rồng rắn mới đào chỉnh ghê lao sao là thấy nó chuyển quân ở chảnh, nó tập trận ở chảnh dưới này và dân giật mình rồi lao sao rồi tính coi chạy chỗ nào đó là đặng mà cho còn sống đó, rồi nếu không chạy là ở đây chết đó. Cho nên dân mới là lao sao là gọi là mèo kêu bá tánh lao sao, đến năm mèo là tới đó, đến chừng rồng rắn máu đào chỉnh ghê mà nếu không chạy thì nó cũng dẫn tới luôn. Quay ngày qua ngày, năm qua năm, cũng như mà năm dần mới đây còn có 4 tháng nữa là 3 tháng mấy nữa là hết năm dần này rồi. Là bước qua năm mèo rồi thì tới năm mèo, mèo kêu quá tánh lâu sau rồi còn vậy đó. Rồi đến chừng rồng rắn là rồng là năm thìn đó. Máu đào chỉnh ghê thì nó quánh đời. Mà nó quánh nhiều trận lắm mà nó chết cũng muốn hết luôn, nó chết nhiều lắm. Miệng nó quánh đòi lời Việt Nam mình. Mặc dù mình không có là mà dũng khí, nhưng mà sau này nhờ ngay tới trường quánh đó, nhờ thằng Mỹ Nhật Nga nó vô tiếp, vô đem vũ khí vô chợ Việt Nam đó, là bởi vì Đức Thầy ông nói mai là chờ đến lúc Tây Tàu qua tiếp. Tây Tàu nghe cho kỹ cái câu này nè nha, Mỹ Nhật Nga có dịp cùng vô, không phải nó vô không đâu, hồi đó nó tiếp Việt Nam ở trong miền Nam này nè, Mỹ á. Ai phe phang xưng cậu xưng cô thì phải bị điểm tô sanh hại. Thầy về phạt những người làm sái, thưởng phong cho trai gái có lầm. Được trở về nhận tổ quy tâm, thanh long sức kiểm không thể sót. Hát long về đố ai thoát lọt, xù lâm ra sụp hết hai cồn, ông nên chèo chuyển mình luôn. Từ Sài Thành động cả Hòa Thôn, cù lâm chuyển Phật tôn xuất thế. Di Lặc ra nói theo kinh kệ là Phật Di Lặc xuất thế anh hùng đó. Ông ít nói mà hay cự, ông nói thì người ngã lăn đó. Cho nên là cái đời này nó cũng là cận dữ lắm rồi. Cô bác nào có muốn cần nghe thì nghe để mà tu hành, cúng lại cho kịp thời giờ thì thời tiết. Chứ còn nếu mà bỏ qua nghe, mà nghe thì có nghe mà không có lo tu là không có sống được cái đời Thượng Quân Thánh Đức này lập hội Long Hoa đâu. Trận tới này Thượng Quân Thượng là lập cái hội Long Hoa của là mà Việt Nam mình là có vua là mà Bác Hồ Chí Minh đó, vua Minh Vương, Thương Minh Vương bắt trước Thứ Nghiêu, ông bắt hồi đời, bắt trước hồi đời vua Thứng vua Nghiêu đó, lòng hiền đức nào ai có biết, Bác Hồ cũng hiền dữ lắm. Cho nên là trận này là Bác Hồ trở lại làm vua, chứ người ta đồn nói Bác Hồ chết này kia bỏ xác mà này kia, không có chết, có là ông hiện ra vậy đó, làm gì vậy chứ không có chết, biến quá ra vậy đó. Bây giờ ông đang ngự ở núi Cấm, tại lầu đài núi Cấm. Còn Đức Thầy thì ông sẽ về hả? Về chứ sau này Đức Thầy cũng về với Đức Cố nè. Đức Thầy ông có nói ẩn danh tới giúp Già Lam, lần này Già Lam là Đức Cố đó. Đức Cố là Phật Già Lam đó. Hử người trí theo Thầy học đạo, cũng thường làm con thảo cháu lành, nhiễm đời hơn nửa tuổi sanh, nay cần thất tỉnh để hành pháp tu. Sớm chiều rắn công khu hai buổi, của hai công cứu thế giúp đời. Lánh xa những cuộc vui chơi, ở gần cửa đạo nghe lời mẹ cha. Thì cho nên là mình ở gần cửa đạo nghe lời mẹ cha, lo cúng lại á. Ngày nào cũng lo cúng lo lại hết trơn, chứ đừng có là không cúng không lại là mà bỏ xác đó. Chứ không phải mà muốn sống là dễ đâu. Phải gắng cúng lại niệm Phật, ai mà tu niệm Phật chí tâm cũng như con ngọc mà cầm trên tay. Niệm Phật có Phật Như Lai độ mình, niệm Phật tật bệnh tiêu tan, niệm Phật có Phật Tây Phan dắt về, niệm Phật có Phật giữa kề. Là mình ngồi cúng lại gì giờ nào hơi ngưng á, thì mình ngồi mình lại mình niệm Phật ở trong tâm mình á. Mình ngồi đâu cũng niệm Phật hết á, có sâu chuỗi thì niệm sâu chuỗi. Ta một ngày như vậy mà ta một ngày nào ta cũng niệm ba mươi mấy giờ dòng sâu chuỗi này nè, là ba mươi mấy ngàn câu đó. Bởi vì thầy không có nói hạ quân trời Phật xả tù, niệm một câu Phật mà Phật bù cho mười câu, mình niệm được một câu thì mình hưởng mười câu, mà niệm được mười câu thì hưởng được một trăm câu, mà niệm được một trăm câu thì hưởng ngàn câu. Thì rõ ràng Phật nói mà Phật có nói láo nói dốc chứ chúng sanh người nào đâu. Biểu mình tu đặng mà ở trên thầy trời cũng xả tội, Phật cũng xả tội cho chúng sanh tu cho kịp, có công đức, có phước, có đức đặng mà sao đất nước Việt Nam mình còn sống còn để là phò vua chúa yến kiến thầy tổ. Cho nên là nó y gan như vậy đó. Bây giờ bởi vì tới cái thời này ta nói chắc là không có, còn ông thì có. Ông bữa hổm nói đây là nói tháng 8, tôi nói ông tháng 8 tới là ông nói sai rồi. Cái ông mà bữa nói tháng 8 đó, tao nói tháng 8 thì không có gì chứ. Nó chưa có gì đâu.
có môn là nó gạt dân mình lên chảnh, bị dân mình ham tiền đó, gạt lên chảnh bị tao mới có thằng cháu rể đó, con rể đó chứ, nó là trung tá, nó giữ mà trên Long Bình chảnh á. Bây giờ hiện bây giờ nó đang đóng Long Bình, nó trung tá, nó nói chuyện với tao là chảnh chạy về 40 người mà bị thương hết 2-3 người vậy đó. Dạ, đúng rồi, có quay trên đài mà. Ừ. Là nó về nó nói như này trước mà ở chợ nó bị rồi, nó mới về đây nói là sáng mơ tới chiều về đây nói với tao nè. Tao nói thôi vậy là gọi nó ra nó báo. Ừ. Cái đó là cũng như có cái chỗ mà ta cho mình hay vậy đó. Mà không ai sớm này họ chưa ai nghe, chứ tao nghe trước rồi. Dạ, hay nghe. Tại vì làm tới chúng ta làm việc mà nó về nó nói với tao. Rồi nó thấy tao mà nói chuyện cái tao mới nói cho nó nghe cái mấy bài thơ đó, để sau này để mà chừng lập hội thì mình còn sống đó. Dạ. Cho nên bây giờ đâu phải muốn sống mà dễ đâu, như tao thì bây giờ tao không dám nói, mà nói thì ra phe, chứ sau này chừng lập hội thì khi mà sấm nổ rồi là tao thải hồn đổ xác rồi, chứ không còn ngồi như vậy nữa. Bà chúa có nói trước tới chừng mà sấm nổ rồi á, tôi nói cho ông hay, ông đừng có sợ cái gì hết trơn. Sấm nổ là ông thai hồng đổ xác, là cái xác của ông còn trẻ khô à, thì đổi lại là còn trẻ khô à, chứ không phải như người khác đâu. Vì là kiếp này là ở trên là chọn ông là phò vua đó, bởi vì ông thương dân mến nước, ông lo cho đất nước. Cái hồi đó người nghèo đó mà tao đi giúp đi cho mấy người nghèo đó, thành ra bây giờ có tiếng, bây giờ ở trên mới là chọn lựa cái người mà lo cho dân chúng đó, mấy lại chọn con người phò vua đó. À, vậy thì ông hai ơi, bây giờ là cái thời buổi bây giờ là nó đã cặn mạc rồi, tặng diệt rồi, cái màn ba sắp hạ rồi, thì mình có những cái bài thơ nào hay là những cái câu nào để khuyên bà con nên tu hành không vậy ông hai? Thì cái này mình nói thơ nói giảng rồi nói thơ cũng được chứ không phải không. Nhưng mà mình nói cho người ta nghe, người ta có tu không tu được cái đó là cũng do số mạng của con người. Người ta nếu người ta tin là có, người ta có căn, có duyên, có Phật, có duyên với Phật, người ta mới tu, người ta nghe tin lời mình đó. Còn người ta không có do duyên thì dầu nói giờ 10 ngày người ta cũng không nghe nữa. Nó ngộ vậy đó, chứ không phải mỗi người mà mỗi nếu mà có căn duyên mà nghe được hết thì 10 người sống hết, 10 người đâu có ai chết. Cho nên là 100 mà còn chỉ ở thôi có 10 người đó, thầy ông nói đó. Vậy là ở cái xóm của ông là có những người không có căn duyên, là ông nói ra là hầu như nói ông là bị khùng bên này kia hết. Ừ, người ta nói khùng này kia thì kệ, người ta nói gì ta nói, người ta nói mình khùng mà mình khùng thì thôi. Mà ta không giận ai nữa. Vậy nó hay. Vậy chứ Đức Thầy đó nói ông khùng, ông nói ông khùng quyền sâu, khùng đạo Thích Ca đó. Ta điên thở tam hoàng thượng cổ, khùng tới thời khùng lộ ngoài da, ghét dòng con nịnh độc xà, khinh khi thất tổ của quyền ông cha đó. Là cái câu nói là của Phật nói khi cái người lớn hơn cũng như ông cha của mình mà đi khi vậy đó. Mà thầy ông đâu có giận có hờn gì ai, đâu có buồn ai đâu, không có câu nào và chỗ nào mới nói do buồn chúng sanh hết trơn. Bởi vì giờ ông là Phật rồi mà ông đã đắc quả, là bây giờ ông dương lệnh của Đức Ngọc Đế, là dương lệnh của A Di Đà nè, dương lệnh của Đức Phật Tổ Thích Ca, mà Đức Phật Tổ Thích Ca bây giờ đang ngự phò Đức mà Ngọc Đế cho nó. Cái bài thơ nào mà ông đọc đặng là để chứng minh là ông được lệnh xuống đây ông là tế công, thì anh xin đọc bài thơ lại cho. Cái đó là Tế Điên. Tế Điên Hòa Thượng là cái bài thơ là của thầy ông cho đó. Nói Đức Thầy ông mà tôi đọc thì anh em cô bác nghe cho kỹ nha. Bây giờ bài thơ này là của Đức Thầy ông cho, mà ở trên Nữ Hoa Bồ Tát cũng có cho tôi nữa, rồi nhiều bài thơ lắm. Nhưng mà bây giờ về đây nó cấp, nó mượn rồi nó giấu luôn, tới giờ luôn mấy bài vậy đó. Mấy cuốn thơ vậy đó. Thấy hay quá rồi nó lấy dấu á. Cái đó bằng gọi là ích kỷ tiêu hồn tiêu xác đó. Của tôi mà đem đi cho mượn mà để mà coi rồi tu mà ai về coi rồi lấy cái thơ của tôi giấu trên. Rồi nó không mất lỡ mất rồi viết cái cuốn Tận Thế Hậu Long Ba nó của tôi đương không ở đâu mà có tôi không biết nữa. Rồi cũng mượn của tôi rồi lấy về giấu luôn. Là của bà Tám ngoài này là bây giờ bà chết rồi. Tôi nói bà tiêu hồn tiêu xác mà không còn đâu. Kinh giảng của tôi mà thơ pháp của Phật của thầy tổ mà để cho tôi nhắc nhở cho đồng đạo mà tu, mà bây giờ bà không có trả rồi, bà nói lỡ mất rồi. Chứ mất cái gì, cái cuốn đó mà ở đây ai có đâu mà mất.
Đó, rồi hồi lúc mà tôi mới lên núi, tôi ở mới có mấy tháng, thầy ổng đi dạo Lục Châu á, tới năm 2007 mà tới 2012 á, Đức thầy ổng mới về, ổng mới cho bài thơ. Ổng cho bài thơ rồi để tôi đọc bài thơ này cho anh em cô bác đồng đạo nghe. Thầy ổng nói vào buổi chiều tháng 3 âm lịch, ngày 25 cảm kích giao thơ, có nhân viên chờ đúng ngày giờ, cô qua tặng bài thơ lưu niệm, là cô qua là đệ tử của thầy, là nữ qua Bồ Tát đó. Phật tử tánh không đâu mà kiếm ngọc dù mài, phúc liễm đợi chờ chúc mừng người, khi nhận ý thơ người xưa tái, chờ giờ hợp mặt là thầy cũng nói tôi là người xưa tái lại, là tôi là Đức Phật hồi xưa mà tu đắc đạo ở bên Ấn Độ, là Tế Điện Hòa Thượng đó, người xưa tái, chờ giờ hợp mặt Vũ Sơn Kỳ, ngày xưa chứng đắc nay ngộ hình, chỉ nhắc thêm thôi chớ kiếp xưa người đã tu rồi, thầy nói vậy đó, tái kiếp lại làm thôi thánh chúa, là kiếp này phò vua nè, cái này mới tái kiếp lại nè, là tái lại là kiếp hàm đó. Cây xanh vẫn còn nhiều lá úa, tự biết mình mà vũa bản năng, dứt thất tình trừ được lục căn, là tôi với vợ tôi không còn coi như thương nó nữa, bởi mới gọi là dứt thất tình trừ được lục căn, ở trên biết mình hết trơn rồi. Thì thầy mới phóng làn điểm huệ, là lúc đó là thầy mới phóng làn điểm huệ, là tôi có phát huệ rồi đó. Tu mật tâm đâu cần kinh kệ, lặng tâm trần phát huệ rất mau, lúc này đây vàng lộn với thao, không cần kinh kệ là niệm Phật đó, ngồi thiền đó, niệm Phật không đó, chứ không có đọc kinh đó. Lúc này đây vàng lộn với thao, phải thanh lọc một màu nhân sĩ, rồi ngộ lấy những lời quyền bí, trong thi văn thầy chỉ hết rồi, là thi văn giáo lý thầy có nói hết trơn rồi. Phải thanh trừ cho mất chữ tôi, ngày hợp mặt ghế ngồi cơ bản. Nhắc đồng môn hiểu ra thực trạng, biết đạo lành gặp bạn ngày xưa, từ thượng trung hạ đến ba thừa, để hợp mặt bảy thưa ký sự, sau này thầy cũng biểu tất cả vì bảy thưa mới còn sống. Đi giặt miên nó xuống là phải chạy về bấy xưa, mà chỗ bấy xưa là thầy ở đó rồi, không có giặt nào vô hết trơn. Cấp đó là Phật dùng thần thông thông ngũ hành kim mộc thủy của thổ hết trời, gọi là cái trong tứ thánh mà mình có đọc đó, trời ơi sao hối miếng bay đó, ó là máy bay đó, xe kia biến chạy tại ai xe ngừng, súng sau biến nổ không chừng, chư ban thập bát gặp gần ngẩn ngơ, là 18 nước đứng lắc đầu hết trơn, không có là làm gì mà quánh Việt Nam được hết á, không có nước mà uống nữa, nam mô đạo nào đó. Gọi là thương ba năm không chợ nhóm chiều, nhà không ngự ở niệm nhiều, nam mô thay không lấp mà để phơi khô, không nước mà uống nam mô đạo nào, tới cái nước ngoài vô đây không có nước uống luôn, gọi là sơn băng là núi nổ là thủy kiệt đó, không còn miếng nước mà uống nữa. Khùng thảm thương ba tánh quá chừng, nhìn xem trần nước mắt lị rưng, cảnh não não kể sao cho tiếc, áo não là khổ sở đói khát đó. Trần như thế bây giờ nào biết, chừng nhìn xem hư thiệt mấy tường, ta bây giờ tu niệm tầm thường, sao danh thể xả hơn khắp chốn. Nhà giàu có xài không sợ tốn, phải để tiền cho kẻ nghèo nàn, cũng như mình có tiền mình giúp cho nhà nghèo vậy đó, lo ăn xài trà rủ xịn sàng, chừng khổ não phàn nàn căn số, rồi mà hỏi chứ hồi bình thường không tu không làm phước, rồi tới chừng tới chuyện rồi phàn nàn căn số nó, căn số tôi sao mà tôi cũng có làm phước mà 10 lần mà làm được con lần, rồi làm sao sống. Quá hay à, nói tiếp đi ông hai. Lời truyền sấm như bài tán đố, ai biết tầm đang có hưởng nhờ, ta phiên tu dân cứ mãi ngờ, sợ gạt chúng kiếm xu kiếm cắt, bị ngoại quốc bán hàng quá gắt, nên dân ta chịu chữ nghèo nàn. Cho nên là cái đất nước Việt Nam mình, cái người không có tin Phật là nhiều dữ lắm, cho nên sau này sống 10-100 mà còn chỉ ố thôi, có 10 người mà còn ố thôi còn lựa lại nữa. Ừ, ngày sau lọc lại dứt tiền cũng chê là cái đó đó. Bởi vì tu mà không tin trời, không tin Phật, không tin thầy tổ đó. Đức thầy là cấp mà đi ra mà mở đạo cái năm 1939 đó, là Đức Quỳnh Giáo Chủ đó, là Đức Phật thầy Tây An chuyển thế qua bên đó là con ông cả đó. Rồi đâu có ai tin, nói khùng điên không, mà bởi vì trong giảng mà ở trong máy của tôi để là người ta lại hỏi ở đây có ông Đức Quỳnh Giáo Chủ ông có cứu độ cho dân này kia, bà nói đâu có ai đâu, Đức Quỳnh Giáo Chủ có một con khùng của tôi á. Bà nói vậy đó, con của tôi nó khùng nó trị bệnh vậy mà đâu có ăn tiền ai đâu, mà không biết nó trị hết không nó, mà Đức bà nói vậy đó. Rồi cái người ta xúm đợi ta lên cái là thầy chỉ cho uống nước lã với giấy vàng đó, mà uống rồi là mạnh, bệnh gì cũng mạnh hết trơn á. Cái đó là cái phép của Phật đó, mà người ta không có biết, tới chừng uống rồi người ta mới giật mình á.
Bởi vì cái đời này nó khổ tới rồi, nói cho anh em cô bác, anh em đồng đạo nghe để mà quay đầu tu hành. Đức Thầy ông nói ai mà tu tỉnh viên cần thì ông bà cha mẹ Phật thần rước lên tà vàng ăn ở vững bền, khỏi lo lao lý với miền trần gian, ngồi đâu cũng niệm Phật được hết, ngồi đâu cũng tu được hết á. Niệm Phật thì tật bệnh tiêu tan, niệm Phật có Phật Tây Phan dắt về, niệm Phật có Phật dựa kề. Ai mà niệm Phật chí tâm cũng như có ngọc mà cầm trên tay, niệm Phật có Phật Như Lai độ mình á. Mà người dân bây giờ nó không có tu, nói chung là ít có người tin lắm. Nói thì ngồi cười hả hả hả, bu lại đông chứ không ai tin hết trơn. Tới chừng tới là tin là chuyện muộn rồi, tu không kịp rồi. Cũng như bây giờ không chịu tu, không chịu niệm Phật, không chịu cúng lại, tới chừng sấm nổ ầm ầm mà tu gì nữa. Đã sấm nổ là sấm đâu là bỗng nổ gian, trẻ già bất tỉnh mê man sát hồn rồi còn gì nữa mà ai mà đổ được mà kịp mà cho tu. Bởi cho nên từ cái chỗ đó bây giờ tôi đi tới đâu tôi cũng nói phiên cô bác anh chị em ráng niệm Phật đi, cúng lại đi, cái gì mà làm phải làm phước, mình nghèo thì mình làm theo nghèo chứ không phải mà đợi tới giàu mới làm. Để không kịp ha. Ừ, để không thôi không kịp đó. Cũng như bây giờ phiên tu phiên niệm Phật mà than rằng không rảnh, chừng bắt hồn bắt diệt cũng đi đó, là nó như vậy đó. Dân bây giờ nó cái chỗ đó bị gì nó không có tin trời Phật, chứ phải tin thì nó tu nhiều lắm rồi mà bây giờ không có tin. Chỉ có cái người nào mà được nghe cái pháp của thầy đó là người ta mới tin, người ta mới tự nhiên ta tin thôi, còn không nghe được là nó không có tin. Bây giờ nhà tao đương không cái đó là cái nhân viên đó, đương không cái thằng được ở bệnh nó lãnh cái máy ở bên Hòa Hảo mà đem đút phát lên cho được hai cái, nó đem qua đưa tao một cái, giờ tao bắt sáng đêm luôn. Có nhiều ông hỏi Đức Thầy tao nghe tao bực bội còn hơn gì, tao nói ông này ông muốn tới số ông nè. Ông lại ông dấn đáp Đức Thầy ổng là cái giống gì mà ông dám dấn Đức Thầy. Ông hỏi hồi rồi ông thua rồi ông cũng rút quân luôn, mà mười người là như mười nói chuyện không có lợi thầy, mà phải thầy là phải thầy mà. Ông dương lệnh của Đức Ngọc Đế mà dương lệnh của Đức A Di Đà, dương lệnh của Đức Phật Tổ Thích Ca luôn đó mà. Quan Thế Âm hả? Ừ, Quan Thế Âm Bồ Tát nữa, mà bà chúa phải nói tao là Quan Thế Âm là đệ tử của Đức Phật Tổ Thích Ca luôn đó. Hồi đó cái năm mà đó là tao mới bị thương, cái năm 23 tuổi tao bị bắt đó, 23 tuổi tao bị bởi Bình Dương Bình Long An Lộc đó. Tao mới về tới cầu này là mẹ Quan Âm ở trên này bay xuống, tao rồi mới thấy luôn. Mà năm đó là tao chưa có lên trên núi, mà tự nhiên ở trên mẹ hiện cho tao thấy luôn, là tao đâu có biết. Tới chừng tao lên núi bà chú có nói mẹ Quan Âm là thầy của ông đó, ông là đệ tử của mẹ Quan Âm mà đệ tử của Đức Phật Tổ Thích Ca luôn đó. Hồi đó ông quy y ở bên Ấn Độ á, ông quy y rồi ông tu có một kiếp một con đắc đạo là Tế Điên Hòa Thượng đó. Cho nên là cái pháp của ông mà Án Thị Lâm Bồ Lam Án Bà Đi Bắt Di Hồng đó, là cái đó là mẹ dạy cho ông đó. Thành ra bây giờ tao biết pháp của mẹ hết trơn à. Mà tao thấy mẹ hoài à, dưới khi nhiều khi tao cúng tao xá về là tao xá mẹ ba cái, thì cũng như mình cầu nguyện vậy đó, mình cầu giấy nhờ trên mẫu mẹ thầy tổ từ bi hộ độ cho gia đình con Nguyễn Thành Lập 73 tuổi được mạnh giỏi trao qua nạn khỏi bệnh tật tiêu trừ đầu năm tới cuối năm. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật là ba xá đầu là mẫu, mẫu là dạy đạo cao đài đó, mẫu duy trì cái mẫu đó, rồi mẫu dạy cho tao bài thơ luôn nữa. Mẫu mới nói con mẫu cho con một bài thơ mà mẫu nhắc cho con nghe ráng nhớ nghe, thì tới giờ nhớ tới giờ luôn đó. Mẫu nói nghiệp thế gian là nợ nhiều đời, nghiệp là nợ đó nghe con, ráng nhớ nghe. Rồi đây ách nước nạn trời giông to bão lớn khắp nơi con à, dù mẹ ở tam tà ngọc lộ nhìn thấy con đau khổ đau yên, linh căn là giống rồng tiên khai thiên lập địa xuống miền trần lao, nên đứa thì sang giàu có phước, còn đứa thì nghiệp trước mới khổ nghèo. Sát trần mẹ phải nương theo độ hoàng trăm thể, giàu nghèo cũng thương phóng điển quang dắt đường tu đạo. Kỳ Long Hoa Lai Đáo Nam Kỳ Long An thành phố Củ Chi Vũng Tàu Đà Nẵng vậy thì miền Tây, nơi đất bác mẹ xây linh địa Quế trung phần trồng tỉa giống lành, Bình Dương là chỗ Quỳnh Thanh Cà Mau chung trực tái sanh lâu rồi. Nguyễn gia sức đắp bồi đất nước tấn trọng hiền chung sức một lòng, dũng là trí huệ quá thông là người cổ tái hiếu trung dương tròn. Một giai gánh nước non hùng vĩ tướng sông pha năng trí vững vàng tài cao đức độ nghiêm trang, sau đây nhận lĩnh ngọc hoàng thưởng phong. Này con phụng cháu lòng hồng lạc đất nước này thành đạt giả giang, ta đây xuống bút dài hàng vào lòng nhân ái gửi hàng sĩ phu. Rồi mới tới tiếp theo bài thơ nữa, phái Bủ Sơn Hai Nhu lãnh ấn là Hai Nhu là con của Đức Cố đó. Để lo cho quốc dân Việt Nam xây đền lập cảnh cứ làm, ẩn danh ta giúp và lam lần này hỡi ngự trí theo thầy học đạo cũng thường làm con thảo cháu lành. Nhiễm đời hơn nữa tuổi sanh nay cần thức tỉnh để hành pháp tu sớm chiều ráng công phu hai buổi. Của hai công cũng thế giúp đời thì con hưởng được lộc trời.
cơm no áo ấm đất trời cho ta, công nông hương thủy hảo hòa thì con sẽ được về nhà Bồng Lai. À, thì ông hai ơi, cái thời buổi hạ quân mọc tóc này thì ngoài cái việc mà những cái thảm khổ mà sẽ đến lọc đời đó, những cái hiện tượng nào để báo cho biết được giờ sẽ lọc đời này, sẽ lọc đời trở lại cũng như là núi nổ, cái hiện tượng gì phải thì mình nói trời trăng hay gì, cái đó là núi nổ. Núi nổ là dân ở đâu cũng biết hết trơn, nhưng mà bây giờ nói về cái chuyện giặc giả chiến tranh là Dùng Miên nó quýnh mình trước 4-5 chập tầng. Bởi vì thầy mới nói mai sau dù cuộc đất cài nhiều cuộc chứ không phải một cuộc, đua nhau mà chạy lầu đài cũng xa, bởi vì nó không có dám quýnh rồi thằng Trung Quốc nó suối. Nó nói mày quýnh đi, có gì tao lo cho mày, có thiếu quân thì quân của tao bây giờ dạng ức luôn 10 mấy tỷ. Thành ra nó mới nghe lời, nó mới quýnh cho nó quýnh cho đâu có lợi Việt Nam. Tới cuối cùng Việt Nam quýnh lợi nó chết cũng hết rồi. Vậy đó, có cái bài lạy Tam Châu đó. Tam Châu tụ hữu ngạn lạy nhỏ xa đó, thập bát chư ban động can qua, dương gian mảnh thú trừ ngày tàn ác, lê thứ hậu lai khổ thiết tha đó, tần ban hậu hận tiên diêu động, nam quốc đương dân kiến linh xa, là kiến linh xa là xác chết đó, phồn qua đô hậu lưu gian quyết, dư đảng dọc ngang cấp ma ha. Nó quánh Việt Nam mình như vậy đó, bị Việt Nam mình không có vũ khí nè. Tới chừng mà Mỹ trời nghe chơi cái tin mà trong này bị vậy, cái mấy người Việt Nam ở ngoài Mỹ á mới nói bây giờ nước tôi bị Trung Quốc nó qua vô nó xuống miền quánh nước tôi muốn chết muốn hết rồi, bây giờ nhờ mấy ông vô tiếp giùm chứ nước Việt Nam người tu không à, mà vô ăn hiếp người ta hoài rồi. Cũng như nói cái đảo Trường Sa của Việt Nam mà bây giờ nó cũng giành mấy ông thấy rồi, bây giờ nó vô nó xuống miền quánh Việt Nam nữa rồi, hỏi gì chứ thằng Mỹ nó đâu có nhịn được, nó nghe nói nó cũng đau lòng rồi. Nó nhớ lại hồi đó là ở trong này Việt Nam mình đối với nó như vàng vậy đó, cũng như Tân Tiêu nó vậy đó, mà bị nó là giàu hơn các nước, nó là đại cường quốc mà. Thành ra là Mỹ nó vô tiếp, mà Mỹ Nhật Nga nữa, Nhật với Nga, Nhật bị Pháp kỳ đó, nó đâu bị bỏ chế bom xuống, thằng Mỹ bỏ bom đó. Rồi bây giờ chiến này thằng Nhật kỳ đó mà nó cứu thầy luôn đó, nó độ thầy đó, nó quánh Pháp đô hộ, Pháp quánh có mấy có ngày một là nó đậu nó ăn Pháp luôn đó, nó thắng Pháp rồi mới điện về ngoại kêu thằng Mỹ tiếp đó. Thành ra nó cũng lăn xăng lu bu đủ thứ hết trơn á, mà thằng Mỹ này nó là đại cường quốc, nó không có sợ nước nào hết trơn á, cái nước nó lớn mà vũ khí nó tối đăng, nó giàu hơn các nước nữa, nó vào đứng đầu tiên đó. Thì từ cái chỗ đó rồi sau này là Mỹ nó vô là cái câu nói mà chờ đến lúc Tây Tàu qua tiếp, mà thầy nói mà tao biết tao không dám nói, Mỹ Nhật Nga có dịp cùng vô nó quýnh Trung Quốc chết nó hết. Ba nước nó dưới đó, cái đó bình thường, cái đó mình cần cứu nước thôi, mình quýnh cứu nước mình mà mình cứu nước nó độ mình. Mỹ Nhật Nga có dịp cùng vô, ai phe phang xưng cậu xưng cô, nó thì xưng dữ lắm thì phải bị điểm tô sanh hại, thầy về phạt những người làm sai, thưởng phong cho trai gái có lòng được trở về nhận tổ quy tông, thanh long sức kiểm không thể sót. Thanh long là đứa cố đó, ông ra ông xét đạo hắc long về đố ai thoát lọt, xù long ra sụp hết hai cồn, là ông năm chèo chuyển mình luôn đó. Từ Sài Thành tổng cả Hòa Thôn cù long chuyển Phật tôn xuất thế, là Phật Di Lặc xuất thế luôn đó, Di Lặc xuất thế anh hùng đó, mà Phật hay đâu có anh hùng. Mà là nói như vậy là tất nhiên là cũng như Phật như vậy là thấy chúng sanh mà bị khổ rồi kia đó, sức thế anh hùng ra cứu độ dân đó. Bởi vì người ta không có biết, người ta đọc người ta nói sao Phật mà anh hùng, đâu phải sức thế anh hùng là cũng như ra cứu độ dân chúng sanh mình đó, là nhiều nước do ăn hiếp Việt Nam mình đó. Sau này Việt Nam mình là đại cường quốc của các nước, nước nào nó cũng vô nó phò hàng năm hết trơn, mỗi một năm là nó vụ xuân hạ thu đông đó hen, là mỗi một cái mùa xuân là nó vụ tới 4 nước, thì mùa xuân hạ thì nó 4 nước, nó là thu rồi là 4 nước, đông là 4 nước nữa, mà nó đi chừng nào giáp hết năm này tới năm khác nó là vô nó lại mà Bắc Hồ Hồ Chí Minh á. Sau là Việt Nam mình là đại cường quốc, không có nước nào bằng hết trơn, bởi tôi nãy giờ dán tu đi ăn mà sao sống còn nó quý dữ lắm, không có nước nào quý bằng Việt Nam hết trơn. 18 nước quy y theo Đức Thầy hết trơn, hết 18 nước quy y theo Phật giáo Hòa Hảo hết trơn, không có nước nào mà không họ không quy y hết trơn.
Bởi vì cái lúc mà nó không nước mà uống đó, thầy ông nói thương 3 năm không chợ nhóm chiều, nhà không người ở này nhiều Nam Mô, thay không lấp mà để phơi khô không nước mà uống Nam Mô đạo nào là không có nước nào mà có miếng nước uống nó chết dữ lắm luôn. Rồi tới chừng mà thầy ông hiện nước ra cho uống đó là các nước dòm thầy lắc đầu hết rồi. Tàn nát hết trơn ha. Ừ. Tàn nát cửa nhà khổ dữ a, nhà không người ở nó chết trước. Nếu chẳng linh thì sau này gặp việc thiết tha đó là tới tới rồi đó bắt đầu bỏ nhà bỏ cửa, cũng như hồi cách bên miền Bắc mà bị đói đó, thầy ông ra ông đói đó, thằng chết nó thằng chết chào vào chung tràn vào chung bớt thằng chết mà nói là thằng chết, mấy người đạo mình sửa lại đó là nghi thằng chết mà về thằng chết là người Bắc nó chết ở ngoài là mấy ngàn người vậy đó. Tràn vào mà Phú Quốc ở đâu ngoài vùng ngoài đó một đó mà không có làm lúa làm thóc được rồi cái chết sơ chân đói mà ăn tới chiếc dép nữa. Ừ, quá đói rồi. Rồi cái trong nó tính mần thịt nít ăn mà mần con của mình mà mặn gì. Nó cũng sợ chết như mình chứ làm sao mần đành đạn rồi không có làm được. Bởi vì nói đạo thì một hồi tao nói hầu cái tao muốn khóc luôn á. Động lòng đúng rồi. Tại mình nói bằng cái tình thiệt của mình. Ừ. Nói bằng tâm của mình. Từ lúc mà ông năm nay ông nhiêu tuổi rồi? Năm nay 73. Thì lúc từ 73 tuổi tới giờ thì con có nghe nói lúc năm 1945 đó là lúc đó là mới có giải phóng phải không ông? Ừ thì bị giải phóng rồi coi năm 1972 73 gì đó. Bảy mấy là giải phóng đó. Lúc đó là ông cũng biết, ông cũng lớn khôn rồi ha. Cũng biết rồi mà đều không có đi đâu được hết rồi. Cái năm đó Việt Nam mình khổ dữ lắm. Tao nói mày đi bỏ đi một ngày là không có tiền đi nữa. Mày muốn đi đâu không có tiền chứ không phải như bây giờ mà đi mà có tiền bỏ theo mà có chỗ bán này kia. Hồi đó dân Việt Nam mình nó khổ dữ lắm, bị nước ngoài đô hộ nó ăn hiếp đó. Mà đâu có đi đâu được đâu, không có đi đâu được hết trơn. Mà xe cộ thì nó dụ như nó vô nó lái không à. Chứ phải như bây giờ Việt Nam mình đứng ra mua xe, sắm xe mà làm tài xế thì cái lái thì cũng như đi phe nhà không, đâu có sợ. Còn cái này mà các nước ngoài nó vô đây nó cũng như đồ hộ mình, ăn hiếp mình đó. Yeah. Rồi vậy thì ông hai nguyên nhân nào mà ông biết được cái đạo là ông là từ lúc nào, bắt đầu từ lúc nào? Bắt đầu cái năm là 2007 đó là lên núi đó là cấp đó là biết đạo rồi mà tao biết hồi mấy năm trước lận. Nhưng mà tao không có cái dịp mà để nói cũng như hồi đó không biết vậy đó, không dám nói. Cũng như mình tao nói sợ lậu quyền cơ nó bắt nó nhốt ở tù đó. Thành ra chưa cấp đó chưa có dám nói. Tới chừng mà cái năm là 2007 đó lên ở trển là đức thầy ông kêu đó là đêm đó tôi đi đêm đó luôn đó, nằm trên bao mà thấy đi luôn bay lên tới núi trển á thì giật mình thức dậy thì mình ở nhà cái tôi nói chết mẹ rồi cái sáng thầy ông chuyển tôi đi luôn hừng đông tôi ôm đồ tôi sạn đồ tôi đi luôn tôi đi lên trên núi luôn lên tới núi cấm mà cái lên đó cái thầy ông chuyển cho một con người nữ lại xét túi tao xét còn có 2.000 bạc đi tới đó rồi còn có 2.000 rồi đâu có tiền ăn. Rồi đêm nay ông ngủ đâu, ông có bà con dòng họ gì không? Cái người đó hỏi vậy là tao mới nhớ chực là tao mới biết. Tao nói nếu mà người ngoài lạ với mình làm gì mà đi hỏi mình như vậy thì đâu có sợ mình đói, nói dụ vậy đó. Còn này là cái đó là thầy ông chuyển cho chư thần lại hỏi mình đó. Cái móc túi tao sẽ còn có 2.000 rồi hỏi còn ông làm gì mà còn mà có tiền mà ăn. Cái nó không có sao đâu, để một lát tôi đi lấy số tôi bán. Số ừ bán số kiến thiết á đêm dẫn rằng bán số sống cho làm sao sống mình tính vậy đó. Hồi cấp đó chưa có loại nhà của cô Đào là An Giang trong Kim Cổ Kỳ Quan có nó An Giang có một cô Đào đó là chị quản lý cho nó chỉ là cô Đào đó chuyển dựng ở chân núi cấm giờ về đang giữ cái núi cấm luôn đó. Thì tao lên đó thì thầy không chuyển đâu ông nói chị quản lý ông nói quản lý chút xíu nữa có một đệ tử của thầy cho thầy gửi một đệ tử của thầy nó là bán số lên tới liền bây giờ thì mới vừa nói với tiếng tao đi tới cái chỉ kêu vô chứ nó ông đạo vô đây phải ông là đệ tử của đức thầy không tôi nói dạ cái đó tôi không biết gì ấy. Tôi lên đây tôi ở bán số rồi hỏi ông làm gì đó lên đây tôi nói tôi nằm bao tôi thấy đức thầy cũng kêu
ông nói con mau về nó cấm tiếp tay với thầy gì hậu Long Hoa chuẩn bị đập đi liền chứ không có hẹn ngăn con. Tao nói dạ, cái thì tao nói chỉ vậy đó, chỉ nói vậy là phải rồi, vậy là ông đệ tử của thầy rồi. Ông về chợ dưới ông dọn đồ hết, đồ đạc gì của ông dọn hết lên đây, cơm tôi nuôi ông tới suốt đời luôn, đồ tiền bạc không có tôi cho ông xài. Yeah. Mà nói vậy cho cái mình cũng đi bán số, lấy số đi bán. Trăm một thôi mẹ ơi, tao đâu có xài gì đâu. À, dạ Nam Mô Di Đà Phật. Thì cư sĩ Quốc Tạo cũng rất là cảm kích tấm lòng của ông Hai, biệt danh là ông Hai Liếu. Thì ổng rất là có một tấm lòng đạo. Cái gì vậy con thấy không? Nói chuyện mà cứ gương nước mắt như là ổng nói chuyện rất là nhiệt tình luôn. Thì nhất trình ổng muốn là dùng cái tận ý đáy lòng của mình đang nói cho bà con biết là cái thời kỳ nó đã màn ba sắp hạ rồi, thời kỳ cuối rồi, mà thầy nói chuông kia treo sợi chỉ mành, chẳng lo tu niệm lo dành bớm ông. À, hay là bây giờ rất buồn quá tánh biết bao nạn nguy sắp đến mà ngao du hoài. Cho nên không là vậy là bởi vì mấy khổ mình... cho con gỡ 200 để rồi, làm rồi, tiếp. Không cho 200 200 con là, con có bởi vì, quốc tạo có cái quỹ của mình. À, để gỡ cho những người khó khăn. Tao mới đi núi là, tao cho chỉnh 200-300 chỉnh. Biết con tao biết không? Cúng chùa chỉnh. Con biết mà không? Không có cho người ngoài ở trong chùa mà tao cho mấy người đi xin á. Mấy bà già cho đi xin. Ông quý lắm bà con, có bữa là hoàng đệ có cho ổng 1 triệu luôn mà ổng không lấy luôn á. Ổng không lấy luôn á. Hoàng đệ ép lắm ổng lấy. Có xài gì vậy đâu. Ổng nói là cho đủ tiền xài thôi. Có xài gì đâu. Ổng nói đủ tiền xài thôi. Mà tôi thấy ai cái xóm này đen. Tôi nói mà tôi chịu không nổi, tôi khóc. Tôi thấy xóm này mà đi ra mà đi ăn uống được không có tiền. Tôi ngồi tôi rưng rưng nữa mà không có dám nói, không dám hỏi người ta. Sợ cho người ta nói tầm bậy tầm bạ người ngoài, người ta nói vậy là tánh tụi thương người lắm. Dạ. Bởi vì hồi đó là bà chúa ba nói ông là thấy Điên Hòa Thượng, ông giúp cho người quy một cái xóm đói đói, mà đói người ta đói muốn chết mà không có ai giúp hết trơn. Ông đứng không thì ông đem gạo, ông đem tiền làm cho. Dạ. Hồi đó ông khá giả đó là ông giúp cho dân dữ lắm, bởi bây giờ ở trên mới chọn phò vua đó. Dạ, chọn người dạ. Phò vua là lo cho đất nước đó. Dạ, vậy thôi mình cũng kết thúc chương trình ha ông Hai, để hẹn với bà con vào cái clip khác. Ông Hai sẽ trình bày nhiều cái tiết mục hay hơn nữa, đạo mà nó biết nào cho hết. Thì bởi vì ông học rất là nhiều cái gì, ông biết được thơ, được văn, được nhiều cái bài thơ của bên Phật Mẫu, rồi bên Di Lạc, rồi bên Đức Thầy, ông học rất là nhiều luôn. Thì hôm nay thì cũng thời gian cũng dài nên xin khép lại nơi đây. Và hẹn quý vị vào một dịp khác, ông Hai sẽ nói của quý vị biết những cái bí quyết hay là những cái việc mà Campuchia nó vượt mình tới khúc nào để nó bị tiêu diệt như thế nào, thấy ông Hai? Thì bởi vì nó sao nó xuống quánh xuống là thầy có nói nó quánh chứ không lợi Việt Nam đâu. Dạ. Việt Nam mà chịu quánh rồi là thế giới cũng hết á. Mà có nói cho đặng đó tao có coi 2-3 lần vậy đó. Dạ, rồi tao coi rồi mình hẹn lại người ta dịp sau đi ha. Dạ, rồi mình đi Phật giờ Nam Mô Di Đà Phật. Bây giờ tôi nói tới đây để tạm ngưng rồi lý lẽ đi một thời gian nữa rồi có gặp nữa. Cô bác nghe được rồi, cái nào vừa ý là cái việc lo niệm Phật tu hành cúng lại. Dạ. Rồi. Xin chào bà con. Dạ. Rồi.